Trung tâm giam giữ khủng bố mới mở cửa ở vùng Tikhaluka là một trong những nhà tù lớn nhất Mỹ Latin với sức chứa lên tới 40.000 phạm nhân. Nhà tù này được trang bị 37 tháp canh để đảm bảo an ninh cho 8 khu nhà giam với 600 binh sĩ, 250 cảnh sát luôn phiên nhau thực hiện các ca trực. Đặc vụ ở đây được trang bị vũ khí hạng nặng để áp giải phạm nhân. Ngày 24 tháng 2, những hình ảnh đầu tiên cho thấy hàng nghìn phạm nhân đi chân trần và bị còng tay được chuyển đến đây quản giáo đứng canh gác hành lang và phòng giam trung tâm giam giữ khủng bố Sikot. Nhà tù có mức độ an ninh cao ở vùng Tecoluca, San Vicente, miền trung El Salvador. Trước khi Sikot được xây dựng, El Salvador có 20 trung tâm giam giữ, nhưng các cơ sở này đều trong tình trạng quá tải khi lượng phạm nhân quá lớn. Số lượng tù nhân gia tăng do các biện pháp chống băng đảng khiến hệ thống nhà tù vốn đã quá tải của El Salvador càng chịu thêm áp lực. El Salvador là một trong những quốc gia có tỷ lệ ngồi tù cao nhất thế giới, với gần 2% người trưởng thành phải ngồi sau song sắt.